Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại. Thái Sơn cùng toàn biên tập xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình BUN TV 57.3. Sau đây là phần tin tức thế giới với những tin tức mới nhất chúng tôi nhận được trong ngày. Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Libya thăm viếng Algeria, tin từ Algeria. Chủ tịch Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp Libya là ông Mustafa Abdel Jalil, đang viếng thăm Algeria trong 2 ngày và đã gặp Tổng thống Abdel Aziz Bouteflika trong ngày hôm qua. Nguyên thủ hai nước chính thức thảo luận củng cố liên hệ song phương. Liên hệ Algeria và Libya đã căng thẳng sau khi quân đứng dậy lật đổ nhà độc tài Muammar Gaddafi trong năm ngoái. Loạn quân Algeria, trong đó có Al-Qaeda và thành phần người Tuareg, đã lợi dụng vùng đất sa mạc mênh mông để nhập lậu vũ khí và trốn tránh khi cần thiết. Vấn đề này đã trở thành trầm trọng vì một số vũ khí rất lớn ở Libya đã biến mất sau khi ông Gaddafi bị lật đổ và sự cộng tác bảo vệ biên giới giữa hai nước bị sụp đổ. Trước chiến tranh, Libya và Algeria đã cộng tác tình báo, trao đổi tin tức về loạn quân và cộng tác bảo vệ biên giới, nhưng những sự cộng tác này đã ngừng khi chính phủ lâm thời Libya lên cầm quyền. Sau khi thảo luận với Tổng thống Bouteflika, ông Jalil đã nói với báo chí rằng an ninh là vấn đề hàng đầu trong cuộc thảo luận. Algeria đã cho vợ, con gái và hai người con trai của ông Gaddafi tị nạn. Điều này đã làm cho người dân Libya tức giận. Algeria đã trấn an chính phủ Libya, nói rằng Algeria không cho vợ và đã cho vợ con ông Gaddafi tị nạn hoàn toàn vì lý do nhân đạo và sẽ không cho phép họ có liên hệ chính trị với những người ủng hộ trong nước và tạo đe dọa cho Libya. Người Na Uy tưởng niệm nạn nhân trên đảo Utoya, tin từ Utoya. Trong lúc hung thủ Ander Behring Breivik đã ra tòa ở Oslo, nhiều người đã tới bãi Ostranda, một địa điểm nằm trên bờ hồ nhìn ra đảo Utoya, để tưởng niệm những người đã bị hung thủ bắn chết. Breivik, 33 tuổi, thừa nhận đã đánh bom ở thủ đô Oslo vào ngày 22 tháng 7 năm ngoái, làm cho 8 người chết và sau đó tàn sát thêm 69 người đang đóng trại hè ở đảng lao động Na Uy. Hầu hết nạn nhân trên đảo Utoya là những thanh thiếu niên dưới 20 tuổi. Vào lúc phiên tòa bắt đầu, Breivik bác bỏ tội hình sự, tuyên bố hắn ta đã hành động vì bảo vệ quyền lợi quốc gia. Phiên tòa sẽ kéo dài trong 10 tuần. Trong ngày đầu tiên của phiên tòa xét xử, thẩm phán công tố trình bày chi tiết cuộc đời của Ander Behring Breivik, hung thủ tuyên bố đánh xe bom ở thủ đô Oslo tại trụ sở chính làm 8 người chết, sau đó dùng súng đuổi bắn giết chết thêm 69 người trên đảo Utoya. Thẩm phán công tố Sven Holden nói rằng khoảng năm 2006, Breivik đã có ý tưởng trở thành một nhà bảo trợ tài chính lớn và quyết định gây bạo động. Breivik đã thành lập nhiều công ty có mục đích bảo trợ cho hoạt động chống Hồi giáo. Bản án dành cho Breivik sẽ tùy thuộc vào việc chánh án quyết định hắn ta là người ổn định tinh thần hay không trong lúc giết người. Bản phúc trình của một tòa án chuyên viên tâm lý công bố trong ngày 11 tháng 4 kết luận Ander Behring Breivik là người bình thường khi giết chết 77 người. Bản phúc trình này đã mâu thuẫn với bản phúc trình trước đây kết luận Breivik là người mắc bệnh tâm thần. Breivik nói rằng nếu cho rằng anh ta là người mắc bệnh tâm thần còn đau đớn hơn là cái chết. Breivik đã lắng nghe các nhà công tố đọc các bản cáo trạng trong nhiều giờ một cách kiên nhẫn và đã rơi lệ khi tòa án đưa ra những khúc video trong cuốn phim Breivik thực hiện với hình ảnh và lời viết của anh ta nói tới sự nguy hiểm của chủ nghĩa đa văn hóa và chiến tranh Hồi giáo. Giáo hoàng Benedict XVI ăn mừng sinh nhật, tin từ Vatican. Hôm nay, ngày sinh nhật lần thứ 85 của giáo hoàng Benedict XVI, Ngài đã trở thành một trong những vị giáo hoàng cao niên nhất trong lịch sử và ngày thứ năm tuần này giáo hoàng cũng ăn mừng 7 năm lên ngôi. Giáo hoàng ăn mừng cả hai ngày quan trọng này với sự hiện diện của người anh lớn là George, cũng là một giám mục và là một trong những vài người phụ cận. Giáo hoàng Benedict đã lớn tuổi hơn giáo hoàng John Paul lúc từ trần trong năm 2005 và là vị giáo hoàng sống lâu nhất kể từ giáo hoàng Leo Đệ Bác mất năm 1903, thọ được 93 tuổi. Trong buổi lễ, Đức Hồng Y Angelo Sodano là khoa trưởng trường thần học đã ca ngợi năng lực của giáo hoàng Benedict. Trong buổi lễ, giáo hoàng cũng cảm ơn những người đã tích cực giúp đỡ ngài trong thời gian 30 năm ngài giữ nhiều trách vụ tại tòa thánh. Giáo hoàng không xuất hiện trước công chúng trong ngày hôm nay, nhưng những người hành hương và du khách ở quảng trường Thánh Peter đều cầu mong ngài bình yên và có sức khỏe tốt.
Một linh mục đến từ Nazareth nói ông ta cầu nguyện cho giáo hoàng. Sứ mạng của Ngài rất quan trọng đối với thế giới đang có quá nhiều vấn đề như hiện nay. Một du khách Tây Ban Nha nói bà ta cầu mong giáo hoàng an vui, có thêm nhiều ngày sinh nhật nữa. Càng lớn tuổi, Ngài sẽ càng mệt mỏi là điều tự nhiên. Ngài đã có quá nhiều năm mang gánh nặng trên vai. Một nhóm thanh niên công giáo Đức đã đứng ở quảng trường hát bài Happy Birthday cho giáo hoàng. Sức khỏe của giáo hoàng đã suy yếu nhiều từ năm ngoái. Ngài đã dùng một chiếc xe đẩy để di chuyển thay vì đi bộ vào vương cung thánh đường Thánh Peter như trước đây. Anh của giáo hoàng cho biết Ngài đã hai lần bị nghẽn mạch máu não nhẹ trong năm 2005 trước khi được bầu làm giáo hoàng. Ngài cũng đã bị huyết áp cao và thấp khớp từ trước năm 2005. Tòa Thánh vừa cho biết giáo hoàng sẽ đi thăm Lebanon trong tháng 9 năm nay và có thể sẽ đi Brazil trong năm 2013. Cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước giúp đỡ cho người tị nạn Syria, tin từ Amen. Một viên chức Liên Hiệp Quốc cho biết con số người Syria chạy qua Jordan xin lánh nạn đang gia tăng. Trong đêm hôm qua, đã có gần 350 người vượt biên giới. Ông Andrew Harper, đại diện cho cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Jordan nói, con số 350 người vượt biên giới trong một đêm là con số cao nhất kể từ ngày đề nghị đình chiến. Cao quỹ đã tăng thêm nhân viên ở biên giới để cung cấp sự giúp đỡ cho những người phải rời bỏ quê hương nhà cửa của mình. Trong lúc các cơ quan thiện nguyện gia tăng giúp đỡ cho người tị nạn, nhiều nước đang có liên hệ tốt với Jordan từ lâu nhưng không chịu giúp đỡ nước này. Ông Harper tin tưởng sẽ có khoảng 5.000 người Syria xin tị nạn nếu tình hình trước nước này trở nên tồi tệ. Quốc gia Jordan hiện đang ở trong tình trạng khó khăn tài chính, đang cần khoảng 40 triệu Mỹ Kim để giúp đỡ cho những người tị nạn này. Những người tị nạn Syria đang gia tăng, một số nước đóng góp nhỏ như Tiệp Khắc đã đóng góp, nhưng những quốc gia lớn thì chưa lên tiếng. Huy động 40 triệu chỉ có thể nhận được 6 hay 7 triệu. Chính phủ Jordan vì các lý do chính trị chưa thiết lập các trại tị nạn, nhưng đã mở cửa biên giới kể từ khi chính quyền Al-Assad đàn áp dân chúng trong nước. Chính phủ Jordan cho biết đã có khoảng 100.000 người di tản đang sống tản mát trong các thị trấn biên giới, thủ đô Amman và các thành phố ở miền Nam. Tình trạng tiểu thương ở Tây Ban Nha, tin từ Madrid, ông Cesar Colley, 53 tuổi, sẽ sớm phải đóng cửa tiệm bán hàng lẻ của ông ta như hàng ngàn thương gia bán lẻ khác. Tình trạng kinh tế của Tây Ban Nha đã làm cho ngành tiểu thương không thể sống sót. Ông Cesar đã chọn cách quảng cáo gây chú ý đặc biệt, treo một tấm bảng quảng cáo lớn viết rằng cửa hàng của ông ta đang bán rẻ hàng hóa vì thất vọng. Kèm theo tấm quảng cáo là danh sách cảm ơn, ân nhân gồm chính phủ, các nhà chính trị, các nghiệp đoàn không làm điều gì để giúp cho nền kinh tế. Cảm ơn chính phủ bơm tiền cho ngân hàng, cảm ơn các công ty thương mại lớn và cảm ơn sự bỏ quên đối với tiểu thương. Cảm ơn Hy Lạp đã cho thấy trước được tương lai Tây Ban Nha và cảm ơn chính phủ đã làm cho trẻ em Tây Ban Nha phải rời khỏi quốc gia. Ông Cesar đã mở cửa tiệm thê và limon, bán tặng vật và đồ dùng trong nhà cách đây 15 năm, cũng nói rằng thảm họa cách nay 3 năm đã dần dần đưa cửa tiệm của ông ta đi đến tình trạng trong ngày hôm nay. Theo thống kê của Hiệp hội Công nhân Độc lập, trong năm đã có 4.771 cơ sở thương mại nhỏ đóng cửa. Số hàng hóa và số hàng bán ra của các cửa tiệm bán lẻ nhỏ đã liên tục giảm trong 20 tháng liên tục. Mặc dù cửa tiệm thê và limon không khai phá sản, ông Cesar nói ông ta sẽ đóng cửa tiệm một cách thích đáng. Ông ta hy vọng sẽ có người tới mua cửa tiệm, nhưng hiện giờ ông ta chưa gặp may mắn. Một trong những người con gái của ông, Cesar đã đi Hòa Lan, là nước đang còn có nhiều cơ hội tìm việc làm. Người con trai của ông ta đã có con, nhưng cũng đang muốn ra ngoại quốc để tìm việc làm. Gia đình của ông Cesar là một gia đình điển hình của những gia đình tiểu thương ở Tây Ban Nha. Đức và cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, tin từ Berlin. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức đã được cho là một cặp mâu thuẫn, thường chống nhau nhưng thường gặp nhau để tìm cách đối phó với tình trạng khó khăn tài chính của khu vực đồng euro, và họ được gọi là một cặp Merkozy. Nền kinh tế Pháp là đề tài chính trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Sau vụ bắn người ở Toulouse, dư luận dân chúng cho rằng an ninh là vấn đề chính, nhưng vấn đề này đã được nhanh chóng quên lãng và người dân chỉ quan tâm đối với nền kinh tế. Ông Claire Demesme là chủ tịch của chương trình Liên hệ Pháp-Đức, nói rằng người Pháp đang lo lắng nạn thất nghiệp, chống thất nghiệp trở thành trung tâm và là vấn đề quan trọng nhất đối với họ. Khi Tổng thống Sarkozy tuyên bố ra tái tranh cử,
bà Merkel không còn công khai lên tiếng ủng hộ. Bà ta cũng tỏ ra không quan tâm tới ông François Hollande. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Angela Merkel đã cổ võ cho sự liên hệ Pháp-Đức, cho nên cuộc bầu cử của Pháp được Berlin theo dõi nhiều hơn các cuộc bầu cử ở Pháp trong quá khứ. Tờ báo song ngữ Paris Berlin đã phỏng vấn 1.000 người tại mỗi nước và kết quả là người Đức và Pháp đều muốn hai nước thắt chặt thêm sự cộng tác. Nhưng điều không ngờ là dân chúng của cả hai nước đều tỏ ra tin tưởng các nhà chính trị Đức hơn so với các nhà chính trị Pháp. Kết quả các cuộc thăm dò ở Pháp cho thấy, ông Hollande sẽ là người thắng cử, cho nên các cố vấn Thủ tướng Merkel đã kín miệng hơn. Và họ âm thầm nghiên cứu, chuẩn bị cách làm việc đối với vị nguyên thủ mới có chủ trương xã hội Pháp. Và trước khi chuyển đến quý vị phần tin kinh tế thế giới, sau đây là bản tin thị trường chứng khoán Hoa Kỳ lúc đóng cửa ngày hôm nay, ngày thứ Hai, ngày 16 tháng 4 năm 2012. Chỉ số Dow Jones ngày hôm nay tăng 71.82 điểm và đóng cửa ở mức 12.921.41 điểm. Chỉ số Nasdaq ngày hôm nay giảm 22.93 điểm và đóng cửa ở mức 2.988.40 điểm. Và cuối cùng là chỉ số S&P ngày hôm nay giảm 0.69 điểm và cuối cùng đóng cửa ở mức 1.369.57 điểm. Vừa rồi là phần tin thế giới. Thái Sơn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau. Quý vị đừng rời màn hình, sau vài thông tin quảng cáo, Xuân Phương sẽ trở lại trong phần tin kinh tế thế giới.